Bức ảnh khá ấn tượng với cách Snowden nhìn về phía máy ảnh. Dường như người đứng bên trái chuyên gia máy tính 30 tuổi này là Sarah Harrison, một cố vấn của Wikileaks, người thường đi cùng Snowden kể từ khi anh này còn ở Hồng Kông. Tuy nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán bởi người phụ nữ quay lưng về phía máy ảnh. Trước đó vào đầu tháng này, Life News cũng đã đăng tải bức ảnh cảnh Snowden đi mua sắm đồ ở Nga. Hiện nơi sinh sống của Snowden trên đất Nga vẫn là một ẩn số. Luật sư của Snowden cũng vừa tiết lộ cho tờ Life News biết, nhân vật này sẽ sớm bắt tay vào làm việc cho một website của Nga, tuy nhiên tên của trang web này không được tiết lộ. Hình ảnh và tin tức của Snowden được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau những tiết lộ rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nghe trộm cả điện thoại của Tòa Thánh Vatican. Ngay sau đó, thông qua bức thư được một nhà lập pháp Đức công bố ngày hôm qua, cựu nhân viên 30 tuổi đã kêu gọi sự khoan hồng của nước Mỹ, đồng thời yêu cầu sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nhằm thuyết phục Mỹ khoan hồng cho mình. Snowden không cho rằng mình là một người chống lại nước Mỹ. Anh ấy nói rằng việc nói lên sự thật không phải là một tội ác và muốn ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về các hoạt động do thám của cơ quan an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong một tuyên bố đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định lập trường của Mỹ là không thay đổi trong vấn đề này.